Chương trình xin được tiếp tục với thông tin về việc chuẩn bị thông xe toàn tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Tuyến đường này đi qua 5 địa bàn của tỉnh Bình Dương gồm thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bầu Bàng, có chiều dài 62 km. Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMET IDC đang phấn đấu trong quý 2 năm 2021 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án để khánh thành đưa vào sử dụng. Dự án đường Mỹ Phước Tân Vạn được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có chiều dài 42 km từ ngã ba Tân Vạn đến thị xã Bến Cát đã cơ bản hoàn thành. Hiện chủ đầu tư đang chờ di dời đường điện, cáp viễn thông ngay tại nút giao thông DT741 và dự kiến sẽ thông xe trong tháng 4 năm 2021. Giai đoạn 2 của dự án từ thị xã Bến Cát đến khu công nghiệp Bầu Bàng, dài 20 km đã hoàn thành đoạn đi qua huyện Bầu Bàng. Riêng đoạn đi qua thị xã Bến Cát hiện nay còn vướng 7 hộ đã nhận tiền đền bù, sẽ di dời khi hoàn thành việc xây dựng nhà ở. Dự kiến nếu được thị xã Bến Cát bàn giao mặt bằng trong tháng 4 năm 2021, BKMET IDC sẽ đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án và thông xe toàn tuyến trong quý 2 năm 2021. Cùng với quốc lộ 13 thì đường Mỹ Phước Tân Vạn có chiều dài 62 km với tổng vốn đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng sẽ trở thành trục giao thông xương sống kết nối giao thông giữa thành phố mới Bình Dương với các huyện thị thành phố cũng như các khu cụm công nghiệp ở Bến Cát, Bầu Bàng, Bình Phước và cảng biển sân bay quốc tế. Đồng thời khi hoàn thành tuyến đường này, các công ty xí nghiệp và các khu đô thị sẽ ngày càng thay đổi phát triển, đời sống người dân địa phương cũng ngày càng được nâng cao. Thì trước tiên là coi như vậy là chúng tôi tiếp tục là xây dựng để mà coi như vậy là hoàn chỉnh để đưa đường Mỹ Phước Tân Vạn vào thông xe chính thức trong năm 2021 này. Tuy nhiên vấn đề ách tắc giao thông nó cũng kèm theo ngay từ lúc này, cũng rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng đã được ủy ban là chỉ đạo và sẽ thành lập cái ban chỉ đạo riêng để mà giải quyết riêng về vấn đề ách tắc giao thông này không? Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thông tuyến, tỉnh đang triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông của tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đi qua địa bàn thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An như ứng dụng giao thông thông minh để điều tiết phương tiện lưu thông, thi công cầu vượt tại nút giao An Phú. Những giải pháp trên sẽ góp phần giải quyết có hiệu quả tình trạng ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải trên tuyến đường này trong thời gian tới.